Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với Thời sự Thế giới ngày hôm nay. Vào phần 1, chúng tôi đề cập đến đại dịch khiến cho những nhà tỷ phú có cái số tiền có người gấp đôi, gấp mấy lần luôn nữa. Và hôm nay có một danh sách chính thức để họ xem trong thời gian qua những tỷ phú nào, và phần lớn ở nước Mỹ, thưa quý vị. Phần lớn tỷ phú Mỹ khủng khiếp luôn. Nên cái ảnh hưởng quá lớn. Và đặc biệt Elon Musk hiện nay đứng đầu trong số danh sách vượt quá Amazon, Apple, rồi Facebook, vân vân. Elon Musk trong đại dịch có nguồn lợi lên tới 1016%, hiện nay với khối tài sản đa phần là cổ phiếu 294.2 tỷ đô la. Elon Musk, bởi vì cái Tesla khủng khiếp nó lên, và không những Tesla mà SpaceX, còn nhiều cái sản phẩm ghê gớm khác đang gây ảnh hưởng toàn cầu. Tesla đâu phải chỉ có nước Mỹ mà cả thế giới đều muốn mua Tesla, tương tự như Apple. Người thứ nhì là Amazon, Jeff Bezos thì không có được nhiều lắm, chỉ có 202 tỷ thôi, thưa quý vị, 202.6 tỷ, lợi nhuận lên được có 67%. Nhiều người mua hàng Amazon nhưng mà họ trả lại cũng nhiều cho nên ấn lời không có nhiều lắm. Quý vị nào mua bóp Louis Vuitton hoặc là các sản phẩm khác của Pháp đó, thì gia đình của ông Bernard Arnault lên được 130%. Một trong những nhà thời trang bán bóp hiệu lớn nhất thế giới vẫn là gia đình này, trị giá 187 tỷ. Bill Gates đứng hạng thứ tư, rất ngạc nhiên thưa quý vị, bởi vì sao? Mua hàng của Microsoft và mỗi một chiếc máy mà được mua là lại chi tiền cho ông lên được 31% mà thôi. Rồi những nhân vật khác của Twitter, của các hãng như là Oracle vân vân, Mark Zuckerberg lên được 101% lợi nhuận. Chỉ có quảng cáo trên Facebook thôi. Quý vị thấy mạng xã hội Facebook trên toàn cầu, mỗi một lần quý vị mở Facebook ra đó là Mark Zuckerberg có thêm một vài đô la. Đó là lý do với bao nhiêu tỷ thành viên của Facebook ông kiếm khủng khiếp. Tài sản 117 tỷ Mỹ Kim. Steve Ballmer của Microsoft cũng lên được 104 tỷ. Warren Buffett, ông chỉ đầu tư thôi. Và các nguồn đầu tư Coca-Cola của ông, rồi Gecko, hãng bảo hiểm vân vân, cũng giúp cho lợi nhuận của ông không tăng được nhiều như những người khác, nhưng mà cũng được 40%. Tất cả những nhân vật này ngoại trừ gia đình Bernard người Pháp thì hầu hết đều là công ty của Mỹ cả. Super rich tăng thêm lợi nhuận trong khi hàng triệu người khác đi vào cái cảnh nghèo. Thì cái sự bất công, họ nói cái sự bất công ngày nay trên toàn thế giới và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ này đó là một điều mà không tránh khỏi, nhất là đại dịch. Ở Trung Quốc ngày hôm nay thêm một bản tin nữa, họ đưa ra những cái tin tức mà thế giới nghe thì cũng không biết phải nói như thế nào, phì cười thôi. Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố là không bán vé tham dự Thế vận hội mùa đông, không bán vé nữa. Bởi vì lý do trong cái chính sách gọi là Zero Policy, thưa quý vị, chính sách số 0, không có bất cứ một trường hợp lây nhiễm nào, thì cái chính sách đó là ngay cả các chuyên gia y tế họ cũng không hiểu được. Mà họ nói rằng rõ ràng đây là cái bàn tay sắt của Trung Quốc,
mà nó vượt quá cái sự tưởng tượng của con người. Bởi vì không có cái gì gọi là mang xuống số không cả. Vậy mà chính sách của Trung Quốc là không để cho bất cứ ai bị lây nhiễm COVID-19, mà hễ có một trường hợp là bằng mọi giá ngăn chặn. Thứ nhất, một văn phòng ở ngay Bắc Kinh có người không biết vì lý do nào bị nhiễm COVID Omicron. Thì thưa quý vị, khi mà họ khám phá đó là họ đóng cửa cái văn phòng này ở thủ đô Bắc Kinh ngay lập tức. Và quý vị biết sao? Tất cả những nhân viên bị giam hết. Họ chỉ được cung cấp thức ăn, tất cả những gì cần thiết là từ bên ngoài mang vào. Và có những nhân viên một lần nữa họ chùm hết tất cả các người để mà tới một văn phòng của Bắc Kinh ngày hôm nay. Đó là chuyện một văn phòng ở Bắc Kinh, và đó là lý do tại sao mà chính quyền trung ương họ lo sợ là nếu để cho Thế vận hội diễn ra còn có 2 tuần nữa thôi thì có khả năng đại dịch Omicron này lên rất mạnh. Chính vì thế bằng mọi giá là họ ngăn chặn. Và để ngăn chặn thì họ nói rằng rất tiếc là vì chúng ta muốn áp dụng chính sách không, chính sách số 0, zero policy, cho nên bằng mọi giá là chúng ta phải bảo đảm được cái an toàn. Vì vậy thà là thiệt hại nhiều tỷ Mỹ Kim, Thế vận hội đã được đưa ra kế hoạch và xây dựng cả 4 năm trời vừa qua ở Bắc Kinh. Thế vận hội mặc dầu chỉ là mùa đông thôi quý vị, Thế vận hội mùa đông nó ít tốn kém hơn Thế vận hội mùa hè. Bởi vì Thế vận hội mùa đông thì những cái cuộc thi thố tài năng nó phần lớn tập trung vào băng tuyết, khác hẳn với mùa hè. Nhưng mà cái thiệt hại nó cũng sẽ ghê gớm. Tuy nhiên thiệt hại thì thiệt hại, bên phía Trung Quốc nói rằng muốn áp dụng chính sách zero policy thì chúng ta phải áp dụng triệt để. Chưa hết, một bản tin mà mọi người rất là ngạc nhiên, họ nói COVID và Omicron bị nhiễm là có một cái lá thư gửi từ đâu đến. Và cái người nhân viên trong văn phòng mở lá thư này ra đó thì sau đó họ bị nhiễm. Bởi vì những người ở trong văn phòng ở Bắc Kinh họ nói: tôi đã được chích ngừa, tôi đã được xét nghiệm thường xuyên. Dù được chích ngừa nhưng mà đi làm vẫn xét nghiệm để bảo đảm theo cái chính sách không có ai bị nhiễm hết. Nó khó khăn đến độ như vậy. Thì ngày hôm nay câu hỏi đặt ra là có thực sự là Omicron bị lây nhiễm từ một lá thư, và sợ rằng Omicron sẽ lan nhanh hết thưa quý vị, cho nên họ đóng cửa văn phòng và tất cả những ai liên hệ đến văn phòng ở Bắc Kinh đều bị ảnh hưởng chung. Ngày hôm nay thì gia đình của một thiếu nữ rất là tội nghiệp, đây là tin tức đã xảy ra vài lần trên đường rầy xe lửa ở New York thưa quý vị. Đây là cô Michelle Alyssa Go, gốc Á. Trong lúc đứng chờ xe điện tới thì có một tên homeless đứng phía sau đẩy cô xuống khi chiếc xe vừa đến. Mặc dù có những cái tin tức này nhưng mà không hiểu vì sao thưa quý vị, hệ thống xe điện ngầm ở New York đó họ không có những cái nỗ lực để bảo vệ cho hành khách. Cái khó đây đó là làm sao để dựng những cái hàng rào mà chỉ chờ cho đến khi mà xe đến đó, thì những người này mới bước ra. Thì quý vị thấy đó, trên rất nhiều các xe điện ngầm hoặc là xe bus vân vân, họ đứng chờ và có nhiều người đứng ở cái lằn màu vàng. Vâng, họ cái màu vàng nó cách đâu có một thước, không hai thước à, đối với xe điện khi tới đó. Thì đa phần là các hành khách họ đứng đó, họ chờ xe điện tới, họ bước lên. Thì trong lúc chờ đợi thì tên này đã đẩy cô Go xuống và cô sẽ để bị xe cán chết ngay tại chỗ. Cái tên Lama Griffin này cho biết đó thưa quý vị, là hắn nghĩa là đầu hàng ngay lập tức sau khi đã đẩy cô xuống, thì hắn để chờ cảnh sát tới bắt, nhưng mà một mạng người đã bị thiệt mạng. Đây là quan cảnh của nơi mà xảy ra vụ tấn công trên xe điện ngầm. Nhiều người vẫn nghĩ đây là vụ tấn công nhắm vào người gốc Á, mặc dầu cảnh sát loan tin randomly
tên này đang nổi cơn điên, cho nên hắn đi trên đường, trên cái dãy toa xe điện ngầm lúc đó đó, thấy bất cứ ai mà có khả năng mà đẩy xuống đó, xui xẻo là vào thời điểm hắn đi ngang thì cô Michelle Go này đang đứng, và vì thế chiếc xe lửa vừa chờ tới là hắn đã đẩy cô ngã xuống. Gia đình cho biết đây là một cái chết vô cùng thương tâm. Mọi người, nhất là những nhân viên làm việc chung với cô Michelle trong thời gian qua, nói cô là một người rất là khả ái. Và tội nghiệp hơn nữa thưa quý vị, cô lại là người được nhiều người bạn nói đó, lại là hay thường xuyên giúp đỡ cho tiền những người vô gia cư ở New York. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà luetdesongtv.com theo dõi các bản tin, theo dõi phần livestream ngày hôm nay. Và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Chúng tôi trở lại với quý vị vào cà phê sáng cũng như thời sự thế giới vào ngày mai. Chiều nay 5 giờ, mời quý vị theo dõi phần tin tức như thường lệ của đài.